Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tới game đầu tiên nha. The Forest Monster, Siren Hero. Let's go. Cửa này đã mở ra, sau đó thì mình sẽ quay về chiếc xe ô tô. Back to the cast. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai. Siren Hero Free. Day 1. thẳng đường như là một mê cung. Wow, Siren Hero cũng đang gần ở đây. Đây là đường cứu rồi. Đây các bạn phải tìm đường đến những ngôi nhà, sau đó thì sẽ trả lời những câu hỏi trong từng ngôi nhà đó. Đang nhìn thấy ngôi nhà này nhưng mà con đường vào thì mình chưa tìm thấy đâu. Rất là rích rác luôn. Siren Hero thì đang gần đây. Khi bạn phi máy bay thì ông ta sẽ đi theo chiếc máy bay và không bắt các bạn được. Nhưng khi các bạn lên máy bay rồi thì 100% các bạn sẽ bị ông ta bắt giam. Phải có một con đường đi xa. Những con đường này nó rất khó nhìn. Quả đây rất là nhiều. rất là nhiều đường từ. Mỗi một lần vào tựa game này thì để con đường sẽ khác nhau và các bạn sẽ không thể nào đi những con đường giống nhau như khi các bạn chơi lần đầu và lần thứ hai và lần thứ ba. Ok, đó mình sẽ đi thẳng ra đây. Ở đây chắc chắn có một con đường. Được chưa rồi? Seriously? Oh my god! Wow! Oh my god! Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba. Level 4. Level 5. Level 6. Chỉ có tầng dưới thôi. Level 7. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư, SCP 6789 Siren Hero. Đọc và lời description. Skip. Sau đó các bạn sẽ quay lại tìm kiếm tiếp những món đồ tiếp theo để cuối cùng thì thoát khỏi nơi này, thoát khỏi thị trấn này có Siren Head. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5. Ok, sau đó các bạn sẽ nhặt những miếng thịt, làm miếng tiếp, sau đó lại quay về xe. Rồi các bạn sẽ hoàn thành được tiếp, sau đó lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ tiếp theo. Đó, ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Siren Hero, The Survivor. Friends or maths. Do Frank tìm một người bạn. Oh my god. OK, rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Các bạn sẽ đi tìm một chiếc chìa khóa xe ô tô. Ngôi nhà này không có này, rất là tối luôn, rất khó nhìn. Chiếc ô tô thì kia rồi. Đây cũng không có gì. Các bạn phải đi tìm ngôi nhà đó, tìm một chiếc chìa khóa đó các bạn mới mong thoát khỏi nơi này. Oh my god, chúng ta phát hiện rồi. Wow. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Siren Foret. Let's go. Ở đây thì các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng Siren Hero. Okay, let's go. Có tiếng bị bắn. À, anh chàng này đang bắn mình. vào đầu bên này. Đó, cứ như thế các bạn sẽ đi và nhặt những món đồ. Vespa. Rồi, còn 3 cái nữa, 3 chỗ. Đó, các bạn hãy đi đến chỗ tiếp theo. 4 chỗ chứ. Rất là nhiều luôn. Đó, ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.